Đội tuyển Việt Nam đấu đội tuyển Iraq, khoảng cách từ nói đến làm. Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Iraq lúc 19 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình. Cuộc họp báo trước trận đội tuyển Việt Nam đấu đội tuyển Iraq đã chứng kiến màn thể hiện vượt trội của huấn luyện viên Philippe Crosier khi đọ mic cùng huấn luyện viên Jesus Casas. Dù tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của đôi bên. Vốn từ vựng hạn chế, ông Casas lúc này phải quay sang trợ lý để hỏi cách diễn đạt phần chuyển ngữ sang tiếng Việt có lược dịch vì vị thuyền trưởng đội tuyển Iraq cũng chỉ nêu đại ý. Tôi nghĩ trận đấu sẽ rất khó khăn, đội tuyển Việt Nam có lối chơi thiên về kiểm soát bóng giống chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng. Câu trả lời của ông Casas trùng lặp vài lần qua các câu hỏi. Đột phá lớn nhất của huấn luyện viên người Tây Ban Nha là nhận định đội tuyển Việt Nam có điểm mạnh ở hai biên. Trái ngược với ông Casas, ông Trossier đưa ra những câu trả lời như nước chảy mây trôi và nguồn ngộn thông tin. Nhà cầm quân người Pháp trình bày lối chơi kiểm soát bóng, kèm theo điểm nhấn rằng mình từng tham dự World Cup và Copa America. Ông đánh giá mình và đồng nghiệp Casas cùng tới từ châu Âu nên chung triết lý, nhưng mình có kinh nghiệm làm việc ở nhiều nơi trên thế giới nên điều chỉnh linh hoạt hơn. Ông đáp trả thắc mắc về cách dùng người bằng tuyên bố: "Tôi chọn cầu thủ theo năng lực chứ không vì tên tuổi." Ông chiêm nghiệm từ quá khứ tới hiện tại bằng việc đội tuyển Pháp vô địch World Cup 98 nhưng bị loại từ vòng bảng World Cup 2002 cùng một đội hình. Ông phân tích lợi thế sân nhà trước đội tuyển Iraq Đồng thời hy vọng 30 tới 40 nghìn khán giả sẽ cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển Việt Nam. Một lời kêu gọi rất đúng lúc khi vé xem trận đấu chưa bán hết và sân Mỹ Đình có thể sẽ không kín chỗ. Nói như cư dân mạng, ông Khosie hoàn toàn ao trình ông Kassat trong buổi họp báo và chẳng biết ông Khosie có trên mạng xã hội hay không. Nhưng phát biểu của ông rất hợp với Chen Fleck, khoe một cách rất duyên dáng. Đội tuyển Iraq thì biết cách flex trên sân cỏ. Họ khởi đầu vòng loại World Cup 2026 bằng trận thắng đội tuyển Indonesia 5-1 thầy trò huấn luyện viên Casas phô diễn sức mạnh trước 60.000 khán giả đã mua hết sạch vé tới sân Basra trong 2 ngày. Sút xa ghi bàn có, sút vào gôn trống có, khiến đối thủ đốt lưới nhà có luôn. Lối chơi kiểm soát bóng nhuyễn nhuyễn như vậy, các đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Josie chưa làm được. Trải qua 8 tháng kiên định xây dựng lối chơi, thành quả của đội tuyển Việt Nam là chiến thắng 2 không hay giờ lẫn lộn trước đội tuyển Philippines. Sau bàn thắng ấn định tỷ số của Đình Bắc ở những giây cuối cùng, thầy trò ông Josie ôm nhau rưng rưng muốn khóc trên ra quân vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam, gợi nhớ cách U22 Việt Nam khởi đầu SEA Games 32 trước U22 Lào, bất ngờ mở tỷ số, tạo ra vài pha bóng có nét tâm lý hưng phấn, xuống thể lực, mất kiểm soát thế trận, bị đối thủ yếu hơn vùng lên ép sân nhưng thoát thua, ấn định chiến thắng 2-0 phút bù giờ. Khi không thể áp chế đối thủ trọn vẹn 90 phút, đội tuyển Việt Nam thực sự khổ sở trước lối chơi cổ điển và có phần hắc ám của đội tuyển Philippines. Đội chủ sân Riza Memorial suýt gỡ hòa 1-1 bằng cách đá rắn, truyền dài và tìm kiếm cơ hội từ cuộc chiến thể chất. Lý do đội tuyển Việt Nam chưa thành tạo lối chơi kiểm soát bóng được chính ông Khosie hé mở tại chính cuộc họp báo trước trận gặp đội tuyển Iraq. Các cầu thủ cần tự tin hơn để triển khai những gì ban huấn luyện yêu cầu. Ông Khosie thẳng thắn thừa nhận đội tuyển Iraq được đánh giá cao hơn trước trận đấu tại sân Mỹ Đình. Đồng thời lên dây có tinh thần bằng tuyên bố: Tôi nghĩ nhiều người nghĩ đội tuyển Việt Nam yếu hơn, nắm chắc phần thua nhiều hơn. Nhưng như thế cũng tốt, các cầu thủ sẽ nhập cuộc với tư tưởng không còn gì để mất và khát khao chứng minh mọi người đều nghĩ sai. Điều chốt treo thầy là thầy trò ông Khosy lần lượt thua 0 2 0 2 0 6 trước đội tuyển Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc khi ở thế cửa dưới trong loạt trận giao hữu hồi tháng 10. Trước đó, ông Khosy đã cùng U23 Việt Nam đứng cuối bảng tại Doha Cup với 3 thất bại, 7 bàn thua và không bàn thắng khi chạm trán các đội U23 hàng đầu châu Á. Khởi đầu giải đấu ấy chính là trận thua 0-23 Iraq 0-3 sự kiện cũng được ông trosier nhắc tới trong cuộc họp báo trước trận gặp đội tuyển iraq giữa những thông tin đa dạng ông trosier cung cấp luôn cả những cơ hội và thách thức để đội tuyển việt nam ghi bất ngờ trước đội tuyển iraq chúng tôi bước vào trận này với những lợi thế nhất định thứ nhất chúng tôi vừa giành 3 điểm trước đội tuyển philippines thứ hai chúng tôi được chơi trên sân nhà thứ ba tôi cảm thấy toàn đội đang có sự quyết tâm rất lớn tôi tin rằng nếu chúng ta tận dụng được những lợi thế này cộng thêm sự tuân thủ đấu pháp để gây sức ép lên đối thủ tạo ra và chuyển hóa tối đa những cội ghi bàn thì chúng tôi có thể tạo nên những kết quả tích cực Khoảng cách giữa lời nói của huấn luyện viên Khose và hành động thực tế của đội tuyển Việt Nam sẽ được đo lường bằng 90 phút so tài với đội tuyển Iraq tại Mỹ Đình. Hãy chờ đợi đáp án và kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có lần đầu tiên thắng đội tuyển Iraq sau 4 lần chạm trán, thua 3 hòa 1. Nhưng dù tỷ số có ra sao, chúng ta có thể tự tin dự đoán rằng huấn luyện viên Khose sẽ tiếp tục ao trình huấn luyện viên Kakas trong cuộc họp báo sau trận đấu.